là băng keo các bác nhá, băng keo Nhật đây. Băng keo Nhật thì bên em sẽ bán những cái cuộn nó đều đều như này thì nó sẽ là vào 10.000 một cuộn nhá. Đây, cuộn đều đều như này các bác này. Đó, đều đều cuộn như này. Đấy, màu trắng, màu đen, màu trắng, màu đen, màu ghi. Đấy, đa số là các cái màu phổ thông này thôi. Chứ còn những cái màu mà xanh đỏ thì nó sẽ không có nhiều đâu các bác nhá. Xanh đỏ hồng thì nó sẽ không có nhiều đâu. Đấy, chủ yếu màu trắng, màu đen, màu ghi thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái cuộn như này, một cái bịch như này. Một cuộn như này giá của nó sẽ là 10k một cuộn nhá. Các bác lên cho em là băng dính điện nhá. Đấy, băng dính điện 10k trên một cuộn này. Đó, 10k trên một cuộn băng dính điện này. Và bên shop sẽ bán theo cân nhá. Đấy. Một cân thì giá của nó sẽ là 1 kg, giá của nó sẽ là 80k trên một cân nhá, 80k trên một cân. Đấy, còn bác nào lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 45k nhá. Đấy. Nửa cân thì giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k trên 0,5 kg, 0,5 kg nhá. Đấy, 0,5 kg. Đấy, tại vì là một cân là 80.000, nửa cân thì cân nó hơi bị mất công cho nên là nó hao hơn, cho nên bên em sẽ tính cho các bác là 45.000 trên nửa cân nhá, 45.000 trên nửa cân. Hàng thì chủ yếu là hàng của Nhật hết này. Đây, made in Japan các bác này, quan sát này. Đó, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật siêu chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó. Hàng của thương hiệu Denka, made in Japan này các bác này. Đó đây. Made in Japan các bác nhá, rất chất lượng luôn. Băng dính thì siêu dai luôn các bác nhá, siêu mềm. Đấy, siêu mỏng, siêu dai cho các bác luôn. Đây, các bác quan sát này. Đấy, đây, em kéo ra cho các bác xem này. Đấy, siêu dai luôn các bác nhá. Đó, rất là dai luôn, các bác thấy không? Đây, rất dai luôn các bác này. Đó, băng dính rất dai luôn. Giá thì 80.000 một cân các bác nhá. Lấy lẻ thì 10.000 một cuộn. Đấy, hàng về rất nhiều luôn. Băng dính điện các bác nhá, băng dính điện. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bình tra dầu nhớt các bác nhá. Đấy, các bác lên cho là bình tra dầu nhớt này. Đấy, con này thì dùng rất là tiện, bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, bên top top thì bên em cũng có bán cái mã này nhá. Các bác có thể qua top top đặt trực tiếp luôn để áp được mã giảm giá các bác. Đó, thì tùy theo các bác nhu cầu mua đâu thì mua. Đấy, con này thì bên em đang bán là 50k cho một con bình xịt nhớt như này các bác nhá. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Con này ưu điểm của nó có thể ngoắt nghéo được như này các bác này. Đấy, ngoắt nghéo được như này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá, để đưa vào các cái vị trí khó nhá. Và đặc biệt là nó bơm rất là khỏe luôn. Và ưu điểm của nó khi mà các bác để nghiêng, để dọc, để lộn tu nó sẽ không bị đổ nhá. Và con này thì nó dùng bằng xi lanh nhá, cho nên là nó đẩy rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để châm dầu, châm nhớt và các cái vị trí khó hoặc là ở xa thì các bác có thể bơm như xi lanh như này, nó rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50k cho con bình xịt nhớt này. Lên mã giúp cho là bình xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con bình xịt nhớt này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, 50k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái kéo cắt cành các bác nhá. Kéo cắt cành cam này. Đấy, kéo cắt cành cam này. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, em sẽ có cái video test cho các bác xem luôn con kéo cắt cành cam này các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. 75k nhá. 75k. Cho anh em xem cái con kéo cắt cành thép SK5 anh em nhá. Đây, đây. Cắt rất là ngon luôn anh em này. Đấy, anh em thấy không? Đây. Cắt rất là ngon luôn. Đấy, anh em thấy không? Đây. Đấy, cắt từ cành to đến cành nhỏ cho anh em xem nhá. Đấy, cắt rất là tuyệt vời luôn anh em thấy không? Đây. Đấy, đường cắt phẳng đẹp rất tuyệt vời luôn. Đây, cắt cành to cho anh em xem nhá. Cành rất to luôn anh em. Đấy, anh em thấy không? Đây. Đấy, rất là ngon luôn anh em thấy không? Đây. Phang những cành to cho anh em xem. Đấy. Kéo cắt cành thép SK5 anh em này. Đấy. Cành to anh em nhá. Đây. Phang cho anh em, con này cành cực kỳ là to luôn anh em xem này. Đó, rất ngon luôn anh em thấy không? Đây. Anh em xem cái đầu cắt của nó này. Đây. Đầu cắt phẳng đẹp anh em này. Đó, anh em thấy không? Đầu cắt cực kỳ phẳng đẹp luôn. Cắt thẳng nhá. Đấy. Cắt này là cắt thẳng cho anh em xem này. Đây, cắt thẳng này. Đấy, anh em thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, cắt thẳng này. Đấy, cắt chéo này. Cắt chéo cho anh em xem này. Đây, cắt chéo này anh em thấy không? Đó. Đầu cắt phẳng đẹp luôn. Đây anh em nhá. Cắt thẳng này. Đấy. Cắt này, anh em thấy không? Đầu cắt của nó này. Rất tuyệt vời luôn nhá. Thẳng đẹp luôn anh em nhá. Đây. Cắt vào cành to này anh em này. Đấy, anh em thấy không? Đây. Đấy, đầu cắt của nó này rất tuyệt vời nhá. Anh em thấy không? Đây. Cắt rất là ngon luôn. Anh em thấy không? Đây. Đấy, đứt sần sạt anh em nhá. Đứt sần sạt luôn. Đấy, anh em thấy không? Đây. Kéo cắt cành thép SK5 anh em nhá. Đó, SK5. Đây, Japan anh em này. Đó. Rất chất lượng luôn. Khi anh em nhận được hàng thì hàng trong hộp như này nhá, có cả tặng cho em một cái lò xo luôn, tặng kèm một lò xo luôn, là có hai lò xo cho anh em luôn nhá. Đó, anh em nhận hàng cực kỳ là chất luôn. Đấy, anh em có nhu cầu tham khảo hoặc đặt hàng thì nhấp vào phần giỏ hàng đặt hàng giúp em nhá. Hàng siêu chất và giá cực tốt cho anh em luôn. Kéo cắt cành thép SK5. Rồi ok anh em. Con máy cạo râu này, máy cạo râu, hàng của thương hiệu Zandu nhá. Giá thì sẽ là 110k nhá, 110k cho con máy cạo râu như này. Đấy.
Lên luôn cho anh em con máy cạo râu anh em nhá. Anh em quan sát râu của mình nhá, trước khi cạo và sau khi cạo anh em nhá, quan sát kỹ cho mình nhá. Đấy anh em thấy không? Đây cái ria mép này. Cạo cực kỳ sạch và nhanh luôn và không hề có một tí rát nào anh em nhé. Đây cạo cho anh em xem cái cằm của mình này. Rất nhiều râu luôn anh em nhé. Khi anh em cạo thì anh em rủn đi rủn lại như này cho mình nhé. Đó, để cho cái râu nó lọt vào trong cái phần lưỡi cắt anh em nhé. Chứ anh em cứ để nguyên không nó cũng không sạch ở đâu anh em ạ. Đó, nói chung là cái gì mình sử dụng mình phải biết cách thì nó mới ngon được anh em. Đó, còn anh em không biết cách thì nó không thể ngon được đâu. Anh em nghe cái tiếng râu nó đứt sẹt sẹt nha. Râu của mình là râu cứng và rất là nhiều, dày râu luôn anh em nhé. Và cạo cũng sạch hết luôn. Đó, anh em theo. Đây. Đó, anh em thấy không? Sạch hết luôn nhá. Đó, ok anh em nhá, trắng phau sạch sẽ luôn. Đó, anh em có nhu cầu mua hàng thì nhấp ngay phần giỏ hàng tham khảo đặt hàng cho mình nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 3W anh em nhá. Sạc điện 220 bình thường rồi ok nhá. Đấy các bác, cái giá đó là đi 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là V15 nhá. Giá của nó sẽ là 160k. Cho con V15 này, 160k cho con V15 này các bác này. Hàng thì siêu chất lượng luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là V15, giá của nó sẽ là 160k. Con này thì nó có thể xoay đảo như này được này. Đấy, có thể xoay các cái hướng như này. Đấy và cũng có thể là xoáy nhanh các bác. Đấy, xoáy nhanh như này rất là tiện luôn. Và ưu điểm của nó ở đây, một trong này của nó sẽ có là 14 đầu vít cho anh em luôn. 14 đầu vít như này. Đấy, tùy theo anh em lấy cái đầu nào phù hợp với cái công việc của mình thì anh em sử dụng này, sau đó ập lại này. Mình lắp ở đây cho mình. Đó, anh em sử dụng nhá. Rất là ok luôn. Đây, anh em có thể xoáy như này cũng được. Đó. 160.000 cho cái tô vít đa năng này anh em nhá. Đấy, bác lên cho em là tô vít đa năng V15. V15 các bác nhá. Giá của nó sẽ là 160k cho con V15 này. Giá rất là tốt cho bác luôn. 160k cho con V15 này các bác nhá. Đó. Giá là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái đèn móc khóa này. Bác lên cho em là đèn móc khóa nhá. Đó. Đèn móc khóa. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá con đèn móc khóa này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con đèn móc khóa này. Con này thì siêu tiện dụng cho các bác luôn. Đó, siêu tiện dụng cho các bác luôn. Đây, đèn móc khóa giá của nó là 50k. Đây. Ở đây thì con này của nó sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc thôi. Các chức năng xịt gì có. Đây. Cứ nhận bình thường. Đây. Chức năng của nó bao gồm là móc khóa này, khui bia này. Đấy, rồi có cả nam châm hít này. Đấy, có cả nam châm luôn anh em này. Đấy, nam châm hít luôn nhá. Rồi, chức năng chiếu sáng thì nó sẽ có là sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy này. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Đấy, anh em có thể để trực tiếp trên bàn như này được này. Đấy, nó có cái khuy này, anh em có thể treo lên hoặc để trên bàn như này, rất là tiện luôn. Rất sáng nhá. Dùng để ăn cơm ăn nước hoặc là nói chung là có công có việc thì rất là tiện. Đấy, thời gian sáng thì từ 3 đến 6 tiếng tùy theo anh em sạc pin nhá. Chứ cái này không thể nói là chính xác là bao nhiêu được. Đấy, về anh em sạc đầy thì nó sẽ sử dụng được lâu. Lên cho em là đèn móc khóa nhá. Đèn móc khóa hoặc là đèn cúc áo nhá. Đấy. Có lên cho em là đèn cúc áo đi. Giá bên shop đang gửi tới bác một con đèn cúc áo như này. Giá của nó sẽ là một con đèn cúc áo như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con đèn cúc áo như này. Đấy, hàng siêu tốt cho bác luôn, 50k. Đó, rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đó, bỏ anh cái biển cái dây điện này đi. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái con máy bơm hơi các nhá. Qua lên trên là máy bơm hơi. Đây, một con máy bơm hơi như này. Hàng rất chất luôn các nhá. Đó. Hàng rất chất và hàng rất chất và giá rất là tốt luôn. Đó, hàng rất chất, giá rất tốt luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá, nguyên đai nguyên kiện như này. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 520.000 nhá. 520.000 cho con máy bơm hơi như này. Hàng này là hàng mới tinh nhá, hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Rất chất lượng luôn. Đây các bác này, đó. Dây riếc của nó này, đồng hồ báo rất là ngon luôn. Có hơn 500.000 thôi, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Bác nào làm nghề biển biển. Đây, bác nào làm nghề làm nhiếc nói chung là được tất. Đây. Làm nghề làm nhiếc hoặc các công việc thì đều là ok hết nhá. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Đây, lên cho em là máy bơm hơi nhá. Đấy. Con này nó sử dụng điện 220V, sử dụng điện trực tiếp luôn, gọi là máy mà. Máy bơm hơi.
Đấy, điện của nó sẽ là điện 220V nhé. Đó, bên shop đang bán là 520k và bao ship nhé, 520k bao ship cho con máy bơm hơi này. Hàng rất chất và giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho là máy bơm hơi đây. Con này hàng rất chất luôn. Đấy. Con này thì hàng của nó là made in Taiwan, hàng của Đài Loan nhá. Đây, made in Taiwan, hàng của Đài Loan rất chất lượng luôn. Hàng thì nó về theo lô các nhá, có lô thì sản xuất ở Đài Loan và có lô thì sản xuất ở Trung Quốc nhá. Nói chung là hàng theo lô, cho nên là các bác cũng thông cảm khi bên em gửi thì nó sẽ ngẫu nhiên thôi, chứ cái hàng này thì nó cũng không báo trước cho các bác là ở đâu được cả đấy. Ở đây thì các bác được tặng kèm thêm một số những cái đầu phụ như này để các bác kết nối này. Đây em sẽ cắm điện test thử cho bác xem luôn. Và đây, con này nó sử dụng điện 220 nhá. Có công tắc đằng sau này. Đấy. Các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đó. Bây giờ em sẽ giữ hơi là cái đồng hồ này nó sẽ báo luôn nhá. Đây. Em giữ hơi này, giữ hơi là cái đồng hồ nó sẽ báo này. Đấy. Đấy nhá, đồng hồ sẽ lên luôn này các bác này. Đó. Các bác thấy không? Đấy. Giữ hơi là đồng hồ nó nhảy luôn này các bác. Đó. Đây, 2 cân này, 4 cân này. Đấy. Đây nha các bác nhá. Đấy. Đây bắt đầu nhảy này, 4 cân này, 6 cân này. Đấy. Tay em này chỉ giữ được cái lực nó vào khoảng là 6 7 cân thôi. Đấy. 5 6 cân thôi, đây các bác nhá. Ở đây thì nó có một cái con điều chỉnh áp ở đây. Đấy, điều chỉnh cái áp lực hơi đấy các bạn. Đó. To nhỏ ở đây này. Đấy, con này điều chỉnh áp lực hơi to nhỏ và con công tắc đây. Đấy. Điều chỉnh thì các bác cấp cái lượng hơi cho nó làm sao cho nó vừa đủ nhá. Máy chạy thì cực kỳ là êm luôn. Đấy các bác nhá. Máy chạy rất là êm luôn. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đấy. Nhà các bác mà có con này dùng thì hết ý luôn các bác nhá. Rất là tiện dụng để các bác sử dụng trong những cái công việc gia đình nhà mình. Nói chung là rất là tuyệt vời luôn. Thì một con máy bơm hơi như này, bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 520k nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm hơi nhá. Máy bơm hơi. Giá của nó sẽ là 520.000 cho con máy bơm hơi này các bác nhá. Đó, 520k. Bơm rất là khỏe và ngon luôn. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm hơi, 520k bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Đó. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bộ khẩu này các bác này. Đấy, bộ khẩu. Bộ này cả khẩu cả vít luôn. Của nó sẽ là 46 chi tiết các bác nhá. Đấy, 46 chi tiết. Thì ở đây cái này của nó, nguyên cái bé này của nó đã là 3 chi tiết rồi. Không đến lúc các bác về, các bác nhiều bác kỹ tính lại đếm lại không thấy đủ thì nó phức tạp ra các bác nhá. Đó, đây, một cái bộ khẩu như này. Đấy, thì nó sẽ có bao gồm là một tay công và một tay vít nhá. Đấy. Một tay công và một tay vít cho các bác luôn. Đây, em sẽ lắp cái tay công này cho bác trước này. Đấy, nó gọi là tay xoáy nhanh đấy. Con này có cả chức năng xoáy nhanh luôn. Thì các bác có thể lắp trực tiếp mà qua đây. Đấy, lắp trực tiếp vào đây luôn cho em. Đấy. Đây, các bác có thể lắp trực tiếp vào đây cho em nhá. Đấy. Đây, lắp trực tiếp vào cái này để các bác sử dụng này. Đấy. Trực tiếp vào cái tay công này cho em để mình sử dụng này. Đây. Rất là tiện nhá. Đó. Có cả xoáy nhanh cả đảo chiều cho các bác luôn nhá. Đấy. Cả xoáy nhanh cả đảo chiều luôn. Đấy. Rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Hoặc là các bác có thể là lắp qua con này cho em này. Lắp qua con này để mình cho nó dài ra các bác nhá. Đây, cho nó dài ra. Đấy. Cho nó dài ra này. Rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đây các bác theo. Đó. Có cả xoáy nhanh cả đảo chiều cho các bác luôn. Đấy. Có cả xoáy nhanh cả đảo chiều rất là ngon luôn. Đó. Thì một cái bộ sản phẩm như này, bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 170k nhá. Con này cũng có thể lắp trực tiếp vào đây luôn các bác này. Đấy, lắp trực tiếp vào đây luôn. Rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì đây nó có rất là nhiều các cái đầu vít này. Đấy, các bác có thể tùy chọn các cái đầu vít để mình sử dụng này, rất là ngon nhá. Rất tiện dụng luôn. Đó. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá. Giá của nó sẽ là 170k cho cái bộ V46 này. Đấy, 170k. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. 170.000 cho bộ V46. Lên mã giúp cho em là V46, giá của nó sẽ là 170k các bác nhá. Đó. Hàng đựng trong hộp như này. V46 nhá. Giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho cái mã V46 này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái bỏ tranh mấy cái búa ra đây. Cái kính hàn điện tử các bác nhá. Đấy, coi lên cho em là kính hàn điện tử này. Đó. Kính hàn điện tử nhá. Đó, kính hàn điện tử. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170k cho con kính hàn điện tử này. Lên mã giúp cho em là kính hàn điện tử 170k thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy rồi, để chân. 170k giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Con này thì nói chung là nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái công việc, đặc biệt là hàn xì. Đấy, hàn xì thì con này ở đây nó sẽ có bao gồm là một kính và một dây đeo này. Đấy, dây đeo để các bác khi mà các bác lên giáo lên trên cao thì các bác có thể đeo vào cho nó khỏi bị rơi. Còn bình thường mình dùng ở dưới đất thì mình có thể đeo trực tiếp như này. Lưu ý các bác là con này nó chỉ có tác dụng khi mình hàn thôi. Còn về nhà các bác đeo sử dụng thì nó như một con kính râm bình thường. Không đến lúc nhiều bác đến nhận hàng này bảo là không có tác dụng thì các bác ngớ ngẩn quá. Đấy, em nói thẳng luôn là các bác rất ngớ ngẩn và vớ vẩn. Đấy, rất ngớ ngẩn và vớ vẩn. Bây giờ nếu các bác muốn test mà không có máy hàn thì các bác phải lấy cái đèn pin ra, dọi ngược lại cho em.
Đây, em đã quay là em test rất là kỹ rồi. Nhưng mà nhiều bác đến xong là cứ bài vở thế này thế nọ. Đấy, buôn bán thì lãi là trả được bao nhiêu, đáng bao nhiêu. Đấy, vợ thì mắng cho xối xả, nhưng mà các bác thì vẫn cứ à ơi đến khổ thân em. Đấy, đây, thì các bác quan sát nhá, đây là cái con đèn pin đây. Bây giờ là em sẽ mô phỏng con đèn pin này, nó sẽ giống như con, giống như cái tia của cái con hàn xì nhá, nó cũng nháy như thế nhá. Đây, thì các bác nhìn này, không có đèn nháy nhá, thì các bác nhìn thấy cái biển số em rõ ràng nhá. Các bác nhìn thấy rõ chưa? Đấy, khi em cho nháy vào này là các bác không nhìn thấy chữ đâu nữa. Em bỏ ra các bác lại nhìn chữ bình thường. Bác thấy chưa? Số điện thoại bình thường nhá. 0971 16099 nhá. Cho vào là không nhìn thấy gì nữa. Ok chưa? Đó. Thì cái này các bác phải test với sản phẩm, phải test với ánh sáng. Đấy, các bác về thì các bác phải có đèn pin, hoặc là các bác lôi máy hàn ra các bác đeo vào hàn trực tiếp luôn. Chứ bây giờ các bác không có xong về các bác cứ thế này thế nọ bảo là không hàn được thì nó mất công em ra. Đó. Thì một con kính hàn như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170k nhá. 170k cho con kính hàn điện tử này. Các bác lên cho em là kính hàn điện tử nhá. Giá của nó sẽ là 170.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì tiện em giới thiệu luôn cho bác cái con đèn đeo đầu ba bóng này. Đèn đeo đầu ba bóng như này. Con này nó cũng rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng nhá. Đây, để em sẽ đeo trực tiếp lên cho các bác xem luôn. Đó. Nói chung là hơi gắt một tí nhưng mà các bác cũng thông cảm. Đóng cửa. Đầu bác là nhận hàng xong là thế này thế nọ rồi nó rất là phức tạp, rất là mệt mỏi các bác. Đó, đóng cửa. Đây, các bác bấm này. Đấy. Nó sẽ có là một bóng này, hai bóng và ba bóng luôn. Đây, rất là tiện cho bác sử dụng nhá. Đó. Lên thì nó sẽ có chế độ là một bóng này. Đấy. Đây, một bóng này. Đấy, một bóng này, hai bóng này và ba bóng các bác này. Đó, rất là tiện luôn các bác nhá. 1 này, 2 này và 3 này. Đó. Con này thì siêu sáng luôn nhá, rất là sáng luôn. Các bác đeo trên đầu này rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, nó là thuộc dạng là pin rời. Đấy. Pin của nó sẽ là pin rời ở đằng sau như này. Đây. Pin rời đằng sau này các bác có thể thay tháo rất là tiện dụng và pin của nó là pin 18650. Đấy, 18650 rất là dễ thay thế. Đấy, 18650 rất dễ thay thế luôn. Bên em cũng đang có bán lẻ quả pin này, bác nào cần mua thì mua. 40.000 một quả các bác nhá. 40.000 một quả pin này. Hàng rất là tiện dụng luôn. Thì con đèn ba bóng này có lên cho em là đèn đeo đầu ba bóng này. Đấy, đèn đeo đầu ba bóng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150 à? 150k cho con đèn đeo đầu ba bóng này nhá. 150k cho con đèn đeo đầu ba bóng này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái tô vít V15 con này. Đấy, các bác lên cho em là vít V15. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt. Cho em là cốc nhà kem nhá. Đó, cốc nhà kem. Đó, cốc nhà kem. Còn bộ cốc nhà kem này thì giá của nó sẽ là 210k. 210k mà bao ship nhá. Đó. Con này trước em đang bán là 270.000 đấy. Đấy, đợt này về cho bác cái giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 210k. Và bao ship cho bác nhá. Đấy. Các bác lên đã giúp cho em là cốc nhà kem coi nhá. Đây. Bộ sản phẩm của nó sẽ như này các bác này. Đấy, bao gồm sẽ là cho các bác là ba cốc này. Ba cốc như này. Đấy, ba cái cốc rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy, cốc bằng nhựa nhá, đít nó có nam châm từ hít nhá. Đó. Có nam châm từ hít. Giá chỉ có 210k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái kệ như này. Trong đó thì nó sẽ là có một cái ngăn để cho các bác đựng những cái đồ vặt linh tinh. Đấy. Hàng của nhựa của Union con này. Đấy, đây, rất chất lượng luôn nhá. Đấy, về bác cứ xoáy cái này ra. Xoáy cái đấy này ra, sau đó thì mình xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đó, xoáy lọ kem đánh răng vào đây. Sau đó thì các bác dùng bàn chải ấn cái này vào là kem nó sẽ tự nhả ra. Đấy. Các bác lên cho em là đấy, lên cho em là cốc nhả kem nhá. Ở đây thì có miếng dán này. Có cái miếng dán đây, về các bác chỉ cần bóc ra dán vào tường là xong. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đấy, cốc nhả kem các bác nhá. Đó, một cái bộ cốc nhả kem như này. Shop gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có 210.000 thôi. Có video thực tế cho anh em các bác xem luôn nhé. Đó, cho cái bộ cốc nhà kem này luôn. Đây. Qua lên cho em là cốc nhà kem nhé. Cốc nhà kem 210k video thực tế luôn. Đây các bác nhé. Đó. Và sản phẩm chính là hộp này kem. Giá này các bạn dán lên tường gạch nha, không dán lên tường sơn được. Ồ, bộ cốc này có 500 để giữ. Ở phần lấy kem này kia cứ tưởng nó tuôn cho mình một đống luôn, nhưng không nha, điều chỉnh lấy nhiều ít khá là xịn sò. Cái này kia thấy nó khá là xịn, còn bạn nào đã sử dụng sản phẩm này rồi. Đây. Các bạn dán lên tường gạch nha. Không có dán. Các bạn dán lên tường. Cốc úp ngược lên. Đấy, ngăn để đồ. Kệ nhà kem tự động. Đó, rất ok luôn. Giá thì rất tốt nha. Kem nhà từ từ nha. Đó. 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 Đó.
Tiếp theo là cái cốc nhả kem này thì bên shop lên luôn cho bác, đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc các nhá. Đấy, kem đánh răng của Hàn Quốc đây. Hàng made in Korea luôn, đó. Hàng rất chất lượng luôn. Thì cái kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Một hộp này thì bên shop đang gửi tới quý bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó đây. Tên mã giúp cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Đó. Đấy, kem đánh răng Hàn Quốc này, đây. Hàng made in Korea này. Đấy. Made in Korea nhá. Đấy. Hàng của Hàn Quốc đây, made in Korea nhá. Hộp này của nó là 120g. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy, 50k cho một hộp kem đánh răng như này. Đấy. Trước đang bán là 60k, xả cho bác giá còn là 50k cho một kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đó, Hàn Quốc nhưng chỉ bằng Việt Nam thôi. Con này thì độ trắng răng của nó là lên tới 93% các bác nhá. Đây. Đấy, tỷ lệ làm trắng là lên tới 93%, chuyên giúp cho trắng răng nhá. Đó, chuyên giúp trắng răng. Đây. Đấy, tỷ lệ trắng răng lên tới 93% các bác nhá. Đó. Đây, hàng của Hàn Quốc, mã tem mã vạch đàng hoàng. Đó, thì con này giá của nó sẽ là 50k. 50k cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc này các bác nhá. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lưu ý các bác con này là nó sẽ không có cái tem niêm phong ở đây đâu. Đấy. Cái này nó sản xuất là nó không có cái tem niêm phong ở đâu. Cho nên là về nó sẽ bình thường như này thôi. Không, các bác lại bảo là mất cái tem niêm phong của tôi rồi thì nó mất công không nhá. Đấy. Một hộp này của nó sẽ là 120g nhá. 120g cho hộp này. Đó, rất là thơm luôn. Đấy, đánh răng thì giúp trắng răng lên tới 93% nhá. Bác nào răng ngố vàng rồi xỉn răng các kiểu đánh vào là trắng luôn nhá, 93%. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái đèn cầm tay nhá. Đấy, đèn cầm tay. Con đèn cầm tay này thì bên shop bán cái giá gần như là không có lãi đáng bao nhiêu luôn cô nhá. Đấy, tại vì trước Tết bên em đang bán là 160.000. Đấy, mà đợt này bán cho các bác có 100 thôi. Đấy. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Đó, con này thì bên shop đang bán cho bác cái giá chỉ có 100 cành thôi. 100k cho con đèn cầm tay này. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng, xịn sò luôn cô nhá. Các bác nhận hàng thì sẽ được tặng kèm thêm một cái dây sạc như này. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đèn thì đa chức năng nhá. Đấy, sáng cầu này, sáng cầu nhá, sáng rất rộng luôn. Đấy, sáng vừa này, nhấp nháy này. Tiếp theo là đến hai cái mắt LED hai bên này, cũng rất sáng luôn các bác nhá. Đó, tiếp theo đến cái pha rọi đằng trước này, cũng rất là rọi luôn các bác này. Đấy, rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, một cái con đèn như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị với cái giá đó là 100k. Đây, hàng cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Bên này thì có cổng sạc này, rồi có tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Bên này thì có sẽ có là hai đèn. Đấy, hai đèn các bác nhá. Đó. Và đằng trước là một đèn nữa là ba đèn các bác nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em là đèn cầm tay đây, nó cầm tay như này luôn. Đó, lên mã cho em là đèn cầm tay. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 100k cho cái mã đèn cầm tay này. Đấy. Bác lên mã giúp cho em là đèn cầm tay. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bà già này là cái gì nhỉ? Đấy. Đây. Bà già đây, thuốc bà già này, cái này gọi là hắc lào các nhá. Đó, hắc lào Long Ben. Đó. Hắc lào. Đấy, các bác lấy mã giúp cho em là hắc lào Long Ben. Đấy, hắc lào Long Ben thì cái chai hắc lào Long Ben này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu? Hắc lào Long Ben nhá. Đấy, Long Ben. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một lọ này, 30 đúng không? 30k cho một lọ hắc lào Long Ben này các bác nhá. Đấy. Bác nào bị tay chân bị hắc lào này hoặc là nấm này. Đấy thì là các bác bôi vào cho em là xong. Đấy, đây. Rất chất lượng luôn đây. Đấy. Đây các bác này, đó. Hàng niêm phong như này nhá, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy. Đấy. Đấy, một lọ này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhá. Đó, 30k cho một lọ này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái móng nâu nhá, móng nâu. Đây. Hàng rất đẹp, rất chất lượng luôn. Tất cả đều là bằng inox 304 nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm là ba cái bấm móng qua này, ba cái bấm móng cho em. Đó. Ba cái bấm móng, một cái kéo cắt này, một cái kéo tỉa tẩy da chết này. Đó. Đây. Một cái bấm móng này, đấy, bấm móng này. Con này là bấm móng to này, đấy. Bấm móng to nhá. Đấy, con này là bấm móng to này, đấy. Bấm móng to. Còn cái này là sẽ là hai cái bấm móng bé này, một cái to, hai cái bé, một cái cắt da chết này và một cái kéo này. Đấy, chọn bộ sản phẩm còn như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k thôi. Lên cho em là móng nâu nhá. Đó. Móng nâu. Giá của nó sẽ là 50k nhá.
50k cho một cái bộ móng nâu như này. Hàng rất chất lượng và giá cũng cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn nhá, chỉ có 50.000 thôi. Đó, 50k cho bộ móng nâu như này. Đó. Không, vừa nãy nó ở đây. Nói chung là cái đội này thì vẫn là bành trướng thế rồi. Có bao giờ mà về để gọn vào đâu mà. Thông cảm. Lấy cho anh củ khoai tây. Hôm qua những cái rổ trên kia sao này? Còn không? Khoai tây để đâu ấy nhỉ? Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái nhang trầm các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là nhang trầm. Hộp này của nó sẽ là 50 vòng đúng không nhỉ? Nhang trầm, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 40k nhé, 45.000 các bác nhé. Đấy, 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Bao nhiêu vòng nhỉ? Mỗi khi vẫn bán bao nhiêu? Nhang trầm nhá, nó nhang trầm. Đó, để xuống dưới, nhang trầm nhá. Giá thì là 45k nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 vòng nhá. Đấy, 100 vòng luôn. Đây, 100 vòng nhá. Đó, thì đây, mỗi dây này là 25 nhá. Mỗi dây này là 25 vòng, nó quấn vào trong là thành là 50 vòng nhá. Đó. Đấy, mỗi tệp này là 25 tệp nhân với 2 nhá. Đó là 100 vòng nhá. Đó. Đây, thì cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy, nhang trầm như này. Các bác dùng trong các cái công việc gia đình hoặc là các bác trầm tư suy nghĩ sự đời thì thắp lên cho em một nén nhá. Đấy, sau đó thì mình phân tích dữ liệu nhá. Đấy, đây. Nhang này rất là thơm luôn các nhá. Đấy, hương trầm tự nhiên các nhá, chứ không phải trầm công nghiệp nhá. Đó, rất là thơm luôn. Giá thì rất là hạt rẻ, chỉ có 45.000 thôi. 45.000 thôi. Một vòng này các bác phải đốt cho em là từ 2 đến 3 tiếng nó mới hết nhá, chứ không phải là một lúc cái hết ngay đâu. Đó. Nó là dạng nén cho nên là nó cháy rất là lâu và rất là thơm. Nhang trầm nhá, giá chỉ có 45 cành thôi. 45 cành. Đấy, hộp này của nó sẽ là 100 vòng nhá, 100 vòng luôn. Đấy, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó, tính ra thì các bác mua mất có mấy trăm con một vòng thôi. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái nạo ba món nhá. Đấy, em có một cái củ khoai tây rất tròn. Nay em sẽ nạo cho các bác xem. Đó. Đó. Các bác lên trên là nạo 3 món nhá, giá chỉ có 40k thôi. Nạo 3 món này. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k trong cái nạo 3 món như này. Đây gọi là nạo 3 món luôn tại vì nó có 3 món nhá. Đấy, đầu tiên là một cái con nạo to. Con nạo to này thì vừa nạo vỏ vừa nạo sợi này. Còn con này thì dùng để làm lòng gà, lòng cá và nhổ lông gà, lông vịt này. Con này thì chuyên để nạo và lấy những cái đầu thừa này. Đó. Đây em sẽ nạo vỏ con khoai tây cho bác xem nhá. Đây. Đấy, một củ khoai tây này. Đây, nạo vỏ rất là ngon luôn nhá. Vỏ của nó ra thì cực kỳ là mềm luôn, các bác thấy không? Đó. Vỏ ra rất là mỏng luôn các nhá. Đó, đây, củ khoai tây các này. Đó. Em sẽ nạo vỏ nạo sợi cho bác xem nhá. Đây. Đấy, sợi ra các này. Đấy. Sợi ra đây. Đấy, các bác dùng ăn khoai tây chiên cũng được. Đây, nạo ra như này. Đấy, đây các nhá. Sợi nó sẽ ra như này. Đây các này. Đó, sợi ra rất là đều luôn các nhá. Sợi của nó ra rất là đều như này các này. Đó. Ngoài ra thì cái con này nó cũng nạo được vỏ nhá. Con này cũng nạo được vỏ luôn các này. Đấy, đây các nhá. Con này cũng nạo được vỏ bình thường thôi. Nạo vỏ như bình thường các nhá. Đó. Con này cũng nạo rất là ngon luôn. Đấy. Thì các bác dùng để nạo vỏ cho em. Đó. Mà ví dụ như cái củ khoai mà nó có bị cái thẹo ở đâu ấy thì các bác chỉ cần ngoáy này là cho em là xong này. Ngoáy này là nó sẽ ra hết này. Đấy các bác nhá. Đấy có cái đầu ngoáy này, có ngoáy này cho em. Đó. Thì một cái bộ nạo ba món như này, bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị với cái giá đó là đi 40k. Lên mã tiêu chuẩn là nạo ba món nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho con nạo ba món này. Giá cực tốt luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái máy các bác lên mã giúp cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, máy sấy giày. Còn máy sấy giày này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? Hả? 200.000 đấy. Bên trên là máy sấy giày. Máy sấy giày. Đó, máy sấy giày. Giá của nó sẽ là 200.000 ạ. 200k. 200k và bao ship nhá. Đó. 200k bao ship cho con máy sấy giày này các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn các nhá. Đây. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, hàng của Nhật đây, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Nó rất chất lượng luôn. Đấy. Đây có nhá. Đó. Con này thì nó là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220 nhá. Công suất của nó sẽ là 200W nhá, điện 220V. Công suất là 200W. Đấy, rất là nhỏ luôn nhưng mà lại có võ có nhá. Đấy. Các bác chỉ cần mở lên này cho em. Sau đó thì mình đôi giày, đôi dép này mình chỉ cần chụp vào đây cho em xong. Kể cả các bác sấy tất hoặc sấy quần áo cũng được, cứ chụp vào đây xong. Đây, bật lên như này con này. Con này nó có dưa le ngắt nhá, có dưa le ngắt luôn. Đấy, rất là tiện. Đây. Hàng rất chất lượng nhá. Đó. Các bác chỉ cần sập xuống như này xong. Đây. Đấy, không dùng nữa thì mình lại sập xuống như này rất là gọn nhá. Còn dùng thì mình đẩy lên cho em. Đấy.
Đấy, con này nó sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là 200W. Đây, qua đây. Đó, đây nhá. Một con máy sấy giày chất lượng như này, giá bên shop đang gửi tới quý bác anh chị cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá thì chỉ có 200k. Đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Quá rẻ luôn nhá. Đó, đây. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Thì anh em các bác có nhu cầu mua con máy sấy giày này thì có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con máy nữa. Đó là cái con máy hút bụi giường nhá. Đấy, con này thì hút bụi giường, hút bụi thảm các thứ đấy. Thì bên em lên nó là hút bụi giường nhá. Hút bụi giường này, đó. Hút bụi này. Hút bụi giường nhá. Bụi giường, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? 210k nhá. 210k và bao ship cho bác luôn. Cho con hút bụi giường này, 210k và bao ship nhá. Giá cũng rất là tốt cho bác luôn. Các bác lên mã giúp cho là hút bụi giường nhá. Con này các bác dùng nó cũng rất là tiện dụng thôi. Đấy thì con này của nó thì nó có cả tặng thêm cho bác một cái phần lưới lọc nữa này. Đấy và con này nó có cả cái phần là tia cực tím nhá. Đấy, có cả tia cực tím luôn để giúp diệt vi khuẩn nhá. Đây này. Đấy, những con vi khuẩn nó bị những cái tia cực tím này là nó sẽ giúp cho là sẽ cái tia cực tím này sẽ giúp cho diệt hết những con vi khuẩn luôn. Bật lên này. Đấy, có tia cực tím nhá. Đấy. Ví dụ các bác đi bên ngoài về mà muốn diệt vi khuẩn thì các bác cũng hơ tay vào đây cho em này. Đó. Hơ tay vào đây là cái tia cực tím này chỉ cần để mấy giây thôi là những cái dạng vi khuẩn nhỏ là nó sẽ bị tiêu diệt hết luôn. Đấy, rất là tiện. Còn các bác hút trên giường này các bác cứ đẩy đi nha cho em. Đấy, cái thảm nhà mình nó bẩn thì đẩy đi cho em. Sau đó thì các bác chỉ cần lắc nhẹ ra như này là mình rút ra được này. Đấy, rất tiện luôn nhá. Máy của nó là dòng máy 2 pin siêu khỏe luôn. Đấy nhá. Đấy. Còn cắm sạc thì đây, các bác có tặng kèm cái dây sạc nào về các bác cắm ở cái củ sạc điện thoại nhà mình xong nhá. Đó, nó cũng rất là tiện như này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó. Thì một con máy sấy giày như này rất chất lượng nhá. Lực hút của nó rất là khỏe luôn. Đây các bác chỉ cần đẩy đi đẩy lại này là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy sấy giày như này. Giá của nó sẽ là 210k và bao ship nhá. 210k và bao ship cho em máy sấy giày này các bác. À quên. À máy hút bụi này các bác nhá. Đó. Hút bụi giường này các bác nhá. Đó. 210k nhá cho con hút bụi giường này. Đó. Hàng rất chất lượng luôn. Nhầm một tí xin lỗi các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái mã đó là cái sen quạt các nhá. Đấy, sen quạt tăng áp các bác lên cho là sen quạt này, sen quạt. Đấy, và giúp tăng áp lực nước nhá, nó tăng áp. Đấy, cho nên bên em gọi là sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mẫu sen quạt tăng áp này. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 130k cho cái mẫu sen quạt tăng áp này. Đây. Đấy. Thì bộ sản phẩm này của nó sẽ bao gồm là một sen này. Và các bác được tặng kèm thêm cả dây luôn. Đấy, con này thì nó cho các bác, giúp cho các bác điều chỉnh được luôn cả đóng ngắt trên tay này luôn nhá. Đấy, giúp cho các bác đóng ngắt trên tay nó cũng rất là tiện nhá. Đây, trên tay các bác có thể đóng ngắt được như này. Đóng ngắt được như này nó rất là tiện này. Ngoài ra thì các bác có thể là đảo chiều đảo hướng như này nhá. Đây, sản phẩm của nó đây các bác này. Đấy, rất chất lượng luôn. Cánh quạt này nó quay này giúp cho tăng áp lực nước rất là tốt luôn các nhá. Đó thì chất liệu của nó là bằng nhựa ABS mạ chrome rất chắc chắn nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn, tặng kèm cho bác cả một bộ dây như này luôn. Về các bác chỉ cần xoáy vào đây là sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Sau đó các bác kết nối với đầu nguồn nước nhà mình. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, lên đã giúp cho là sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Đấy, các bác lên cho em là sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 130k các bác nhá. Có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó thì sẽ đấu nối vào một cái nguồn nước như nhau. Nhưng mà con này thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đấy, các bác xem. Đấy, và nó tạo ra những cái đường tia nước. Ở trong thì nó sẽ có một con lõi lọc cho bác luôn. Đấy. Có một con lõi lọc cho bác rất chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Đó. Thì cái bộ sen quạt tăng áp như này, bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị với cái giá đó là 130.000 thôi. Đó. Anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Thì chiều dài của nó vào khoảng 40cm, chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là 30 thôi nhá. Chiều ngang khoảng 30, 28 30 gì đấy các bác nhá. Đó, 28 30 gì đấy thôi. Đấy, kích thước của nó sẽ là như thế các bác nhá. Đó. Và bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là đi chưa bán bao nhiêu nhỉ? 360.000 các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là thớt Đức nhá. Đó. Thớt Đức giá của nó sẽ là 360k và bao ship cho cái mã thớt Đức này nhá. 360k bao ship cho bác luôn. Hàng cực kỳ là chất luôn nhá. Hàng của nó thì nó sẽ là của cái thương hiệu bia này. Đây.
Germany đi các bạn này. Đấy, Germany này. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng luôn, của thương hiệu bia này. Đấy, bia đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Đây. Hàng made in Germany các bạn này. Đây, made in Germany các bạn nhá. Đó, made in Germany đây. Đấy, các bạn nhá, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Anh em các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ nhá. Nó sẽ có hai mặt, mặt này bằng inox này, các bác băm chặt thoải mái luôn. Băm chặt thoải mái quá nhá. Đấy, còn mặt này của nó sẽ là bằng nhựa này để thái đồ ăn chín này. Và ngoài ra thì có cái phần để các bác giữ nó có nhám này các bác nhá. Nói chung là rất chuẩn chỉ luôn. Kích thước của nó thì sẽ là 40 nhân với khoảng là 28 30 gì đấy các bác nhá. Đấy, 40 nhân 28 30 gì đấy thôi các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Anh em các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp các bác nhá. Cái số hotline của bên em 360k bao ship cho cái mã thùng cái mã thớt Đức. Các bác lên cho em là thớt Đức nhá. Còn cái kia thì lên cho em là thùng đồ nghề Đức nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo thì chuyển sang hàng của Nhật này. Thì bên shop sẽ có một số cái mã như là bình xịt nhớt các bác nhá, bình xịt nhớt này. Đấy, bình xịt nhớt đây. Đấy thì con bình xịt nhớt này nó rất là chất lượng. Em sẽ có cái video test cho các bác xem thực tế luôn các nhá. Có video test xem thực tế luôn thì em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 50k một con này các nhá, 50k. Đấy, các bác lên xem là bình xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho con bình xịt nhớt này. Đó, 50k các nhá, bình xịt nhớt 50k. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm đó là cái vít đa năng các nhá. Đấy, có lên theo là vít đa năng này. Đấy. Đây. Cái bộ mũi vít đa năng như này các này. Đấy, mũi khoan đa năng. Bộ này của nó sẽ là 5 mũi các nhá. Mũi khoan đa năng, 5 mũi. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan các này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bộ này của nó sẽ là 5 mũi các nhá. Đấy, 5 mũi như này. Bao gồm là nó sẽ có các mũi là đi 6 này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và mũi 12. Đấy, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. 5 mũi như này. Đấy. 1 2 3 4 5. 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12. Hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Giá thì cực tốt luôn. Đầu của nó là dạng đầu mũi khế như này. Các bác có thể khoan được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt trừ kính cho em nhé, trừ kính. Còn lại là sắt, thép, nhôm, đồng, gang rồi gỗ nghiếc là khoan được hết nhá. Đấy. Lên cho em là mũi khoan đa năng. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 150k cho cái hộp mũi khoan đa năng này nhá. 150k cho hộp mũi khoan đa năng này các bác này. Đấy, 150k. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái kìm FO nhá. Các bác lên cho em là kìm FO đầu bằng. Đấy, kìm đầu bằng. Đấy, lên cho em là kìm đầu bằng đi. Đó. Kìm đầu bằng cho nó tránh bị nhầm lẫn nhá. Đó, kìm đầu bằng. Giá bên shop đang gửi tới các bác 210k nhá, 210k. Đó. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng. Giá của nó sẽ là 210k cho một chiếc này, 210k cho một chiếc này các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Hàng này của nó sẽ là 5 trong 1 các bác nhá, 5 trong 1. Đấy, 5 trong 1 thì các chức năng của nó sẽ bao gồm như sau này. Đấy, hàng rất chất luôn các bác nhá. Đây, hàng của Nhật này, của thương hiệu FO này, toàn chữ Nhật hết các bác này. Đó. Thứ nhất là xoắn dây thép này, thứ hai là vặn ốc này, thứ ba là cắt dây này, thứ tư là bấm cốt và thứ năm là tuốt dây nhá. Đó. Thì nó sẽ có 5 chức năng chính, hàng của thương hiệu FO. Đấy. Chiều dài của nó là 22 cm. Đây, Japan đây, mã thêm mã vạch đàng hoàng nhá. Xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá của nó chỉ có là đi 210.000 nhá. 210k và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của em. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt luôn, sản phẩm giá rất tốt và sản phẩm tốt và giá hợp lý luôn các nhá. Giá hợp lý, giá cực kỳ là ổn áp cho các bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ là ổn áp cho các bác luôn. Đó. Các bác có thể đặt hàng. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái miếng cọ lưng thôi nhá. Đấy, tấm cọ lưng, các bác lên xem là tấm cọ lưng. Cái tấm cọ lưng này thì bên shop đang gửi tới cứu bác anh chị với cái giá đó là đi 60.000 thôi nhá. Đấy, 60k lên cho em là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng này, tấm cọ lưng này. Đấy, chuẩn bị mùa đông mùa hè nơi rồi. Đấy, tấm cọ lưng. Đấy, giá của nó sẽ là 60k một cái tấm cọ lưng như này. Con này nó rất là tiện nhá. Đây, các bác chỉ cần là cho tí nước vào đây xong nó các hít cái này vào trong cái mặt của cái tường nhà tắm nhà mình đấy. Sau đó thì các bác kỳ cọ chân tay này, rất là tiện luôn đúng không nhá. Đấy, hoặc là các bác để dưới nền để mình rửa chân kỳ chân được, nó rất là sạch. Đây, nó bằng cao su non rất là mềm và êm, massage thư giãn rất là tốt. Giá của nó chỉ có 60k nhá. Các bác lên cho em là tấm cọ lưng, giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Tấm cọ lưng có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để cọ lưng này, cọ chân tay rất là tiện luôn. Đó. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy, để dưới nền được mà gắn lên tường được, rất sạch luôn.
Đấy, các bác thấy không? Dùng để cọ lưng, cọ chân tay này. Nói chung rất tiện. Đấy. Rất tiện dụng. Đấy. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Cái tấm cọ lưng này giá chỉ có 60.000, hàng bằng silicone mềm. Rất là tiện dụng các bác nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy. Lưng rồi chân tay nói chung là tiện lắm. Đó, ok các bác. 60k. Không gắn một tí. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái bộ V46 các bác này. Đấy. Các bác lên trên là V46 nhá. Bộ này bao gồm là 46 chi tiết cho em các bác nhá. Đó, đây. Hàng nó sẽ là trong hộp như này. Đấy, mã của nó là V46, bao gồm 46 chi tiết. Đây, nó sẽ bao gồm là các cái đầu vít này, các cái đầu vít to nhỏ lớn bé này, rồi đến các cái đầu hoa thị đầu lục giác này, đầu hoa thị đầu lục giác này. Tiếp theo nó sẽ là đến các cái đầu khẩu này. Đấy, các cái đầu khẩu từ 4 đến 14 này, và các cái tay công, tay nối dài rồi tay ngoằn nghèo này. Nói chung là cái bộ này thì rất là hợp lý về cả cái công năng sử dụng lẫn cái ví tiền luôn nhá. Đấy, có lên trên là V46, giá của nó chỉ có 170k thôi. 170.000 thôi. Đây là các cái loại ốc áp của nó này. Đấy, các kích thước của nó này. Đấy, số của nó này. Hàng cực kỳ chất luôn. Thì đây là ví dụ như đây là một con tay công của nó này, các bác nhá. Đấy, con tay công của nó đây. Rất là nhỏ xinh luôn các bác nhá. Đấy. Các bác có thể dùng trực tiếp cái con vít này cho em này, dùng trực tiếp con vít này cho em. Đó. Con này thì nó có vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều luôn nhá. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều luôn các bác, rất là tiện luôn. Đấy. Nếu các bác muốn dùng cho nó dài hơn thì đây các bác lại cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây. Đây. Các bác cắm ở đây cho em, sau đó thì các bác kết nối cái đầu này vào. Đây. Cái nối cái đầu này vào. Đấy, nó sẽ có dài ra cho các bác này. Đấy, dài ra cho các bác nhá. Đó. Ngoài ra các bác không muốn dùng cái công này thì các bác dùng cái này làm tô vít này. Đây. Đấy, cắm ở đây cho em nhá. Đây. Các bác cắm ở đây cho em. Đó, ok chưa? Đó là mình đã có con tô vít rồi các bác nhá. Có con tô vít rồi. Đây. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể là đảo chiều sang bên đầu bên hông này cũng được các bác nhá. Đây, đầu bên hông này nó cũng có này. Các bác có thể cắm hai đầu được luôn. Nó rất là tiện nhá. Đấy, đây. Các bác này. Đấy, cắm đầu bên hông này. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đi 170.000 nhá. 170.000 cái bộ vít này. Đấy. 170.000 thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Ở đây thì nó có cả con nối dài này, và con này ngoắt nghéo được này, đưa vào những vị trí khó này. Ngoài ra con này thì nó là con công vuông này. Đấy, con công vuông này. Nói chung là nhiều con lắm, rất là tiện các bác dùng này, đồ nghề sửa chữa trong nhà thì rất là ok. Đây, một cái bộ của nó như này, bao gồm là đi của nó là 46 chi tiết các bác nhá. Đây, đầu khẩu của nó đây các bác này, đầu khẩu của nó đây. Chất thép rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, chất thép rất là ngon luôn. Đây, chữ này. Đấy. Đây, đấy, rất rõ ràng luôn các bác nhá. Đấy. Chữ dập rất rõ ràng luôn. Đây các bác xem này, đây. Đấy, chữ của nó cũng rất là sắc nét luôn. Giá của nó chỉ có 170.000 thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, có lên cho em là V46 170k. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái lấy vít gãy nhá. Lấy vít gãy này. Đấy. Một bộ của nó thì nó sẽ bao gồm là đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mũi nhá. Một bộ của nó 6 mũi, giá là 120.000 cho cái bộ lấy vít gãy này các bác này. Đấy, 120k. Các bác lên cho em là lấy vít gãy nhá. Hàng này thì của nó là thép cao cấp các bác nhá. Đấy, thép cao cấp. Nên nãy tôi cho em là lấy vít gãy. Đây. Bộ của nó sẽ có các mũi bao gồm là đây, mũi này là mũi 5 này, 7 này. Đấy, 5, 7, 8 này. 5, 7, 8 rồi đến bao nhiêu đây? Mà 61 nói chung là đây, đầy đủ như này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị với cái giá đó là đi 120.000 cho cái bộ lấy vít gãy này. Các bác lên mã giúp cho em là bộ lấy vít gãy nhá, 120k, đủ bộ cho các bác luôn. Về các bác thao hồ sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Bộ lấy vít gãy. Đấy. Tên cho em là lấy vít gãy nhá. Lấy vít gãy. 120k các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái cốc ủ cháo nhá. Con này thì bên shop gửi tới quý anh chị các bác với cái giá là 80k các bác nhá. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho cháu xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho cháu các bác nhá. Đó. Đây, cốc ủ cháo này, giá của nó sẽ là 80k thôi. Một con cốc như này. Các bác còn được tặng kèm thêm một con thìa nữa nhá. Đấy, một cái thìa rất là ngon luôn. Đó. Con này dùng để ủ cháo này, ủ đồ ăn nóng này, giữ nhiệt rất là tốt luôn nhá, giữ nhiệt rất tốt luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác nhá. Đây, có nắp đậy, có gioăng nhá. Giữ nhiệt siêu tốt luôn. Đấy, các bác ủ cháo, đồ ăn chín vào đây là rất là ok. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là đi 200. Đây. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 500ml nhá. Đấy, tương đối là to. Dung tích của nó là 500ml nhá, 500ml. Inox 304 này. Đấy.